Không biết là khi Reborn các thành phần trên trang web các bạn có gặp vấn đề gì chưa ta? Chưa đang mà gặp một vấn đề hơi bị nghiêm trọng đó. Chính là hình ảnh sẽ không Reborn khi thay đổi kích thước trình duyệt dù ta có sử dụng hệ thống lưới để chứa nó. Đó là bởi vì mặc định thẻ IMG của chúng ta sẽ giữ nguyên kích thước gốc khi hình ảnh được tải xuống, nên nó sẽ ảnh hưởng đến phần tử chứa nó, do đó dẫn đến vỡ giao diện. Vì thế trong nội dung ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách để Reborn cho hình ảnh. Đầu tiên, các bạn hãy chú ý hình ảnh trái chuối này. Để ý là nó có width và height bằng nhau. Nếu ta thay đổi kích thước hình ảnh bằng cách chỉ thay đổi chiều cao mà giữ nguyên chiều rộng, thì tất nhiên hình ảnh sẽ bị méo mó. Các bạn có biết tại sao không? Hãy để ý kỹ một chút. Với ảnh đầu tiên, nó sẽ có tỷ lệ width và height là 1:1. Còn ảnh thứ hai có tỷ lệ là 15:9. Tức là sau khi thay đổi kích thước, ảnh đã bị thay đổi tỷ lệ vốn có của nó, nên đã dẫn đến tình trạng này. Để khắc phục điều đó, khi thay đổi kích thước của ảnh, ta phải thay đổi sao cho kích thước mới vẫn giúp hình ảnh giữ nguyên tỷ lệ ban đầu của nó, như hình ảnh thứ ba này. Vậy các bạn có mường tượng ra cách làm nào chưa? Thực ra cách làm cũng rất đơn giản. Chúng ta sẽ sử dụng một thuộc tính CSS khá quen thuộc để giới hạn kích thước chiều rộng của một phần tử, và cũng sẽ sử dụng đơn vị tương đối là phần trăm để làm giá trị cho nó. Theo bạn thì đó là thuộc tính nào? Không quá khó để nhận ra đó là thuộc tính mask width và với giá trị là 100%. Nó sẽ làm co giãn hình ảnh bằng cách ghi đè lên chiều rộng cố định của hình ảnh. Ngoài ra chúng ta cũng nên thêm thuộc tính height với giá trị auto để đảm bảo hình ảnh luôn được giữ tỷ lệ cân đối giữa width và height. Dĩ nhiên nó cũng sẽ ghi đè thuộc tính height của thẻ IMG. Bây giờ các bạn có thể thấy vấn đề của chúng ta đã được giải quyết một cách triệt để. Tuyệt vời, giờ thì Đăng và các bạn có thể ngon lành mà chiến tiếp rồi. Nhưng Đăng vẫn gặp một vấn đề khi chèn logo vào website. Trên PC thì hiển thị tốt, nhưng trên di động có cảm giác như nó bị nhè đi thì phải. Sao vậy nhỉ? Cũng không khó hiểu đâu, bởi vì có lẽ ta đã quên là mình đang làm việc với các loại màn hình có mật độ điểm ảnh cao rồi đấy. Như đã tìm hiểu, các thiết bị di động sẽ sử dụng CSS pixel để hiển thị. Và với chiếc iPhone 5 của chúng ta, với độ phân giải là 1136x640, nhưng khi hiển thị với CSS pixel sẽ là 568x320. Điều này cũng có nghĩa là với logo có kích thước 150x150 thì khi hiển thị trên di động nó sẽ được phóng to ra gấp 2 lần với kích thước là 300x300. Do đó sẽ có hiện tượng bị nhè như các bạn đã thấy. Để giải quyết trường hợp này, chúng ta sẽ sử dụng hình ảnh có độ phân giải cao gấp đôi để thay thế khi hiển thị trên di động. Thế nhưng chúng ta sẽ không sử dụng Mirror Query như bình thường, bởi vì trong trường hợp chúng ta thay đổi kích thước trình duyệt trên PC, nó sẽ không chính xác. Thay vào đó, ta sẽ sử dụng Mirror Query với Mirror Feature là Resolution. Nó sẽ nhận giá trị là mật độ điểm ảnh trên màn hình thiết bị với đơn vị là DPI, dot per inch. Đừng nhầm lẫn Mirror Feature này là độ phân giải nhé các bạn. Các bạn còn nhớ thuật ngữ Pixel Ratio ám chỉ tỷ lệ giữa Device Pixel và CS Pixel của một thiết bị chứ? Hãy cùng truy cập vào mydevice.io và xem lại số liệu thống kê về Pixel Ratio của một số thiết bị. Với Pixel Ratio là 1, đây là loại màn hình thông thường, sử dụng một Device Pixel cho một CS Pixel, tương ứng với 96 dpi. Với các thiết bị có mật độ điểm ảnh cao, Pixel Ratio sẽ lớn hơn 1. Vì thế, nếu muốn lấy dpi của một thiết bị nào đó, ta chỉ việc nhân Pixel Ratio của thiết bị đó với 96. Ví dụ, iPhone 5 có Pixel Ratio là 2, vậy nó sẽ tương ứng với 192 dpi. Tương tự, theo thống kê đây, các thiết bị có mật độ điểm ảnh cao sẽ có pixel ratio từ 1.5 trở lên. Vậy ta sẽ có Media Query như sau. Media Feature Resolution được sử dụng tương tự như các Media Feature có tiền tố mà ta đã được tìm hiểu. Với giá trị này, ta sẽ áp style cho các thiết bị có mật độ điểm ảnh từ 144 dpi trở lên, tương đương với giá trị pixel ratio là 1.5. Việc tiếp theo là thay thế hình ảnh của logo mới với kích thước gấp đôi thông qua thuộc tính Background Image. Giờ hãy kiểm tra trên trình duyệt. Có vẻ như phần logo bị phóng to ra thì phải. Đó là do ta sử dụng hình ảnh với kích thước gấp đôi so với kích thước của phần tử chứa nó. Do đó, ta cần thiết lập kích thước của ảnh xuống một nửa bằng thuộc tính Background Size. Bây giờ thì logo đã hiển thị sắc nét hơn lúc ban đầu rồi đấy nhỉ? Thế nhưng đáng tiếc là Media Feature này lại không được hỗ trợ trên trình duyệt Safari, nên ta phải sử dụng thêm một Media Feature nữa, tương tự có tên là Device Pixel Ratio. Giá trị của nó tương ứng với giá trị của cột Pixel Ratio.
Tiền tố WebKit ở đây là do middle feature này được định nghĩa trên các trình duyệt sử dụng WebKit Engine, khung ứng dụng mã nguồn mở cung cấp các thành phần cần thiết để xây dựng một trình duyệt web như Chrome, Safari, Opera phiên bản 15 trở lên. Tuy nhiên, cách này cũng hiệu quả đối với các trình duyệt như Microsoft Edge và Firefox 16 trở lên. Đây là các trình duyệt mới. Còn trước đây, khi mà mỗi trình duyệt đều sử dụng các engines khác nhau, thì để giải quyết cái vấn đề này, ta thường phải sử dụng nhiều media query kết hợp như thế này. Nhìn thật khủng khiếp quá phải không? Ngoài ra, chúng ta còn có thể sử dụng đơn vị DPPX dot per pixel. Giá trị của nó tương ứng với giá trị của cột pixel ratio. Tuy nhiên, đơn vị này vẫn chưa được các trình duyệt hỗ trợ tốt. Chỉ là chủ đề hình ảnh thôi mà có vẻ hơi phức tạp quá nhỉ? Do đó mình sẽ chia sẻ một số cách đơn giản hơn mà các bạn có thể áp dụng khi làm việc với hình ảnh. Ngoài việc sử dụng ảnh với kích thước lớn để thay thế như ví dụ vừa rồi, các bạn có thể sử dụng ảnh có đồ họa SVG, viết tắt của từ Scalable Vector Graphics, là ngôn ngữ đánh dấu XML dùng để miêu tả hình ảnh với đồ họa vector 2 chiều thay vì sử dụng điểm ảnh như dạng đồ họa bitmap. Do đó, hình ảnh thuộc dạng này sẽ không bị nhòe khi thống to. Đa số các phần mềm vẽ như CorelDRAW hay Adobe Illustrator đều hỗ trợ xuất file với định dạng này. Còn khi sử dụng các icon để trang trí, các bạn có thể sử dụng Web Forms Icon thay cho hình ảnh thông thường. Cũng giống như SVG, nó cũng sẽ không bị nhòe khi phóng to hoặc sử dụng trên màn hình có độ nét cao. Một số Web Forms Icon hay được sử dụng như Form Awesome, Type Icons hay Icon Moon. Các bộ webform này tuy có rất nhiều icon để sử dụng, nhưng thường có kích thước nhỏ, nên được rất nhiều website sử dụng. Ngoài ra các bạn có thể tùy biến lựa chọn icon với Form Allo. Nó sẽ giúp các bạn tự tạo cho mình một bộ webform theo ý thích. Và một điều nữa, các bạn có thể cân nhắc việc sử dụng CSS để trang trí nội dung thay vì sử dụng hình ảnh, nếu chúng thực sự không cần thiết, bằng các thuộc tính có sẵn trong CSS như Text Shadow, Box Shadow, Opacity, v.v. mà đã đề cập rất chi tiết ở khóa CSS cơ bản. Đây là một số cách mà các bạn có thể cân nhắc khi làm việc với hình ảnh trong Reborn C Design. Còn bây giờ các bạn hãy trả lời câu hỏi: nếu ta thay đổi kích thước của một hình ảnh mà không theo tỷ lệ ban đầu của nó, thì hình ảnh đó sẽ như thế nào? Đương nhiên là nó sẽ bị méo đi rồi. Vì thế các bạn nhớ là Reborn C sao cho hình ảnh vẫn giữ đúng như tỷ lệ ban đầu của nó là được. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.